Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo tài khoản Google mới trên điện thoại Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên á Thì các bạn vào cho mình cái trình duyệt Chrome hay là Safari trên iPhone đều được nha Thì cách đây của mình các bạn có thể áp dụng ở trên máy hệ điều hành Android đều được nha Rồi thì ở đây mình sẽ vào trình duyệt Safari Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào tìm hoặc nhập tên web này các bạn nhập là google.com sau đó các bạn bấm vào đây cho nó vào cái trang web này rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào đăng nhập ở góc trên bên phải màn hình chỗ đây nếu như các bạn đã có tài khoản rồi thì các bạn đăng xuất ra nha sau đó các bạn bấm vào đăng nhập này rồi sau đó các bạn bấm vào tạo tài khoản Bây giờ nó có cho mình ba lựa chọn nè Dành cho mục đích cá nhân tôi Cho con tôi Dành cho công việc hoặc doanh nghiệp của tôi Thì ở đây mình tạo tài khoản Google Dành cho mục đích cá nhân mình nha Nên mình sẽ chọn vào cái dòng đầu tiên Cái này thì mình bấm vào lại bỏ đi Rồi Tạo tài khoản Google Nhập tên của bạn này Thì bước này các bạn nhập họ và tên của bạn vào đây nha Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp theo. Thông tin cơ bản nhập ngày sinh và giới tính của bạn thì bước này các bạn nhập ngày sinh. Ví dụ mình sinh ngày 1 tháng 1 năm 2001. Giới tính mình giới tính nam thì mình chọn vào nam, còn bạn là giới tính nữ thì các bạn chọn nữ nha. Hoặc không muốn trả lời. Thì ở đây mình sẽ chọn vào nam. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp theo chọn địa chỉ gmail của bạn này chọn một địa chỉ gmail hoặc tạo địa chỉ của riêng bạn thì ở đây nó đề xuất cho mình hai cái này các bạn cũng có thể chọn vào hoặc là các bạn có thể bấm vào tạo địa chỉ gmail cho riêng bạn này sau đó các bạn nhập vào nha cái địa chỉ gmail mà các bạn muốn thì ở đây mình sẽ sử dụng cái địa chỉ mail đây luôn mình bấm vào cao nhân 97 à, gmail.com này rồi sau đó mình bấm vào tiếp theo tạo một mật khẩu mạnh tạo một mật khẩu mạnh có cái hợp của các chữ cái số và ký hiệu rồi thời bước này các bạn tạo một cái mật khẩu cho cái tài khoản Google của mình nha rồi thì sau khi mình đã nhập mật khẩu và mình nhập lại mật khẩu ra rồi bước tiếp theo thì các bạn có thể bấm hiện mật khẩu để xem lại thử nó đúng chưa nha rồi sau đó các bạn bấm vào tiếp theo Xác nhận bạn không phải là robot. Mã xác minh được gửi đến số điện thoại. Thì bước này các bạn nhập cái số điện thoại của các bạn vào đây nha. Rồi thì sau khi mình đã nhập số điện thoại xong bây giờ mình bấm vào tiếp theo. Số điện thoại này đã được sử dụng quá nhiều lần. Thì bước này các bạn có thể sử dụng một cái số điện thoại khác. Rồi sau đó mình bấm vào tiếp theo. Rồi sau đó nó gửi cái mã đánh cái điện thoại của mình nha. Đây mình có được cái tin nhắn từ Google gửi đến này. Đây. 101461 mình nhập vào. 101461 rồi bước tiếp theo, mình bấm vào tiếp theo nha. Thêm email khôi phục. Đây là địa chỉ email mà Google có thể liên hệ với bạn nếu có hoạt động bất thường trong tài khoản của bạn hoặc nếu bạn mất quyền truy cập thì giờ các bạn có thể nhập cái email khôi phục vào đây và các bạn bấm vào tiếp theo nha. Còn không thì các bạn bấm vào bỏ qua. Thì mình sẽ bấm vào bỏ qua nha. Rồi bây giờ nó để là xem lại thông tin tài khoản của bạn nè. Bạn có thể sử dụng thông tin này khi cần để đăng nhập Gmail của mình này cũng như là số điện thoại này. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp theo. Quyền riêng tư và điều khoản thì bước này các bạn kéo xuống. Các bạn bấm vào tôi đồng ý. Rồi vậy là mình đã Tạo thành công một cái tài khoản Google mới cho điện thoại. Mình bấm vào cái mục hình tròn ở góc trên bên phải màn hình chỗ đây. Đây chính là cái mục tài khoản Google của mình. Mình đã có tài khoản rồi thì nó để cái biểu tượng hình tròn nha. Còn nếu như các bạn chưa có tài khoản thì nó để đăng nhập. Đây tài khoản Google của mình đây. Bây giờ thì mình sẽ đăng xuất và đăng nhập lại. Mình bấm đăng xuất này Rồi sau đó mình bấm đăng nhập. Mình sẽ bấm vào và sử dụng một tài khoản khác đi để đăng nhập gmail cũng như là mật khẩu Cao nhân 97 à, gmail.com Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp theo Rồi bước này các bạn nhập mật khẩu mà hồi nãy các bạn đã tạo rồi sau đó mình bấm vào tiếp theo. Ok vậy là mình đã đăng nhập được nha. Vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo tài khoản Google mới trên điện thoại. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.